Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phân tích về cái cỗ máy quét của XTB để chúng ta có thể giao dịch. Xu hướng mới trong thời gian tới đây đó là các cái mã về CFD, các mã cổ phiếu của CFD mà nó sẽ chạy. Chúng ta sẽ thấy được một sóng mới sau khi dịch Covid hình thành và kết thúc. Thì làn sóng mới là chúng tôi và SD cũng như là team, ekip của chúng tôi gồm 15 người sẽ thay nhau phân tích về các cái mã cổ phiếu CFD, đặc biệt là nghiên cứu rất chi tiết về các cái mã về Facebook, Google, những công ty về commodity. Tôi và anh là phải nghiên cứu cái đấy. Thứ hai là công ty về năng lượng. Thứ ba là vùng đáy của các công ty du lịch và công ty về dịch vụ. Tiếp nữa là vùng đáy của các cái hãng hàng không, đấy, về Boeing. Thì trong đây XTB nó đưa ra các cái CFD và cái CFD của chúng ta sẽ phân tích ở của Anh, đúng không ạ? Của Bỉ, của Mỹ. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ xem rất là nhiều cái của Mỹ này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được cả cái mã như thế này để chúng ta có thể xem là các cái sự phân tích của nó ra sao đối với lại các cái mã. Thì chúng ta có thể cài đặt xtb.com.vn và đăng ký tài khoản thông qua đó để chúng ta xem. Thì cái biểu đồ này, các cái con sóng mà chúng ta xem ở H1, H4 và D1 ấy, nó rất là thông minh. Với các cái mô hình của sóng Ichimoku hay là các cây nến với các cái độ chính xác rất là cao, bởi vì nó là top 1 châu Âu, top 5 thế giới, XTB là cái mã có cổ phiếu rất là tốt. Các vấn đề kẻ về trendline của nó cũng khá là chính xác đối với các cái nến rút chân. Do vậy chúng ta có thể tính được các mức cản của nó. Thế thì trong cái ngắn hạn và trong cái trung hạn, chúng ta vẽ và chúng ta phân tích được để chúng ta đặt được cái lệnh. Và chúng ta khuyến cáo ở cái CFD này sau này nó sẽ có một cái xu hướng CFD sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt nữa là ở các cái MT4 thì Bitcoin với Ethereum nó không chạy vào cuối tuần, cho nên chúng ta sẽ giao dịch khó. Thông thường chúng ta chọn Binance hoặc là BitMEX. Nhưng mà tôi thì tôi hướng đến mọi người sẽ short sell hay là bán mua ở crypto với các cái lô, ví dụ như là pip, số pip thì nó có, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy ở cái tỷ lệ mà sử dụng của cái số pip cũng như là số lô thì nó rất là chính xác ở US. Ví dụ trong trung hạn, trong ngắn hạn hay trong dài hạn thì tôi thường phân tích ở cái này và đặt lệnh luôn số dư tài khoản, và chúng ta đặt lệnh luôn. Ví dụ như là ở US, đúng không ạ? Tôi với anh có thể phân tích được là các cái mốc giá và cũng như là các đường trendline. Sóng và nó đang chạm các mức cản dưới, nó đang chạm rồi nó bật lên, nó chạm rồi bật lên, đúng không? Nếu nó phá được cái cản này thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy được giá US nó sẽ về các cái vùng như 2.2, đúng không? Thậm chí là nó sẽ test lại ở các cái mốc như là 1.1.2, 1.6, đó là US. Các vùng cao là cản, đúng không? Chúng ta có thể xem ở D1. Ngoài ra chúng ta xem ở vấn đề ở H4 là trong trung hạn, chúng ta nhìn thấy các cái mức sóng của nó, chúng ta có thể nhìn thấy các cây nến nó nhỏ li ti, nó xếp và nó tạo ra các vùng cản rất là chính xác. Điểm mạnh của nó là chúng ta sẽ nạp tiền vào đây rất là nhanh, đúng không? Nạp tiền, đúng không? Rất nhiều các cái thông qua ngân lượng, đúng không? Litecoin chúng ta có thể xem được các cái con sóng như này, nhưng đặc biệt là tới đây chúng ta sẽ kiếm tiền thông qua CFD đó. Ngoài ra trong FX này chúng ta có cái indicator, có cái mã giao dịch commodity kim loại quý cũng đã có đây, đúng không ạ? Ví dụ ngày mai chúng ta đang để ý cái bid ask của vàng cũng như là các cái thông số của vàng, đúng không ạ? Các cây nến doji trong cái vùng H4 này chúng ta đang chờ xem có một cú swing không, 1680 là hiện tại, giá hiện tại chúng ta chờ. Vậy thì hoàn toàn chúng ta kẻ vẽ và trực tiếp và chúng ta đặt lệnh ngay ở trên đây với các mốc mà mua và bán khớp lệnh rất là nhanh. Thì trên đây là cái phân tích, tiến tới chúng tôi sẽ làm chi tiết về các cái mã cũng như là các cái máy quét và phân tích thị trường ở các cái mô hình máy quét cổ phiếu chúng ta có thể phân tích, đúng không ạ? Các cái mốc bản đồ nhiệt chúng ta xem, đặc biệt là ETF là chúng ta có thể theo dõi được các cái mô hình này, các cái bộ lọc xu hướng thị trường chúng ta có thể đánh giá, đúng không ạ? Với các mốc US đấu với ETH đang cái mức đánh giá đánh xuống rất là mạnh. Thế cho nên chúng ta sẽ short sell ở đây rất là nhiều. Rằng co giữa US và BTC, Stellar cũng thế, và Bitcoin ở cái tỷ lệ mua 75.2 lên thuyền trong vừa trong đầy thuyền, có khả năng nó sẽ xả, đúng không? Thế thì đây là những cái mà nó có cái thống kê
đối với lại CFD trong thời gian tới, đúng không ạ? Đối với mã CFD trong thời gian tới thì về chứng khoán cũng như là crypto hay là các cái mã cổ phiếu ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu trong trường hợp chúng ta phân tích top, tức là blue chip của Anh hay là blue chip của Bỉ hay là blue chip của Mỹ, thì chúng ta thường thì phải có những cái công cụ tốt nhất cho nó hiệu quả, đúng không ạ? Ví dụ như là gì ạ, mã của Prudential này, đúng không ạ? Đấy, rồi rất nhiều các công ty PHP American này. Đấy, đây là chúng ta xem các cái con sóng của American đây, sẽ nhìn thấy trong cái mùa dịch nó vẫn tăng trưởng như thế nào, đúng không ạ? Đấy là những cái mã cổ phiếu tăng một cách đáng kể và chúng ta phải đánh dài hạn hơn một chút, có sự tăng trưởng, đúng không ạ? Khi mà Mỹ tung các cái gói cứu trợ lên và bơm tiền, đang in tiền bơm vào, lập tức là gì ạ? Có những cái cú swing của giá rất nhiều, đúng không ạ? Các cái mã cổ phiếu liên quan đến y tế, các cái mã cổ phiếu nó liên quan đến hãng hàng không hay là nó liên quan đến các ngành năng lượng, thì chúng ta sẽ phân tích cái CFD ở đây. Thì khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta dựa vào những cái thời điểm mà giá nó chạy ấy, thì chúng ta sẽ có được cái sự so sánh của bid ask, các khung thời gian. Thì hy vọng rằng là các cái mã cổ phiếu chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng cái phần mềm này, thì tôi và anh sẽ phân tích. Thế thì quỹ cũng đưa ra rất nhiều các giải pháp để chúng ta có thể vận dụng được các cái mã CFD, cũng như là phân tích đưa ra các giải pháp để giao dịch ngoài cái MT4 còn giao dịch ở các cái phần mềm như thế này nữa. Thì mọi thông tin thì chúng ta có thể đăng ký và mở tài khoản ở xtb.com.vn, sau đó là tham gia gfx.vn để tìm hiểu thông qua các mô hình làm thế nào để no loss system với cái hệ thống giao dịch không thua lỗ. Thì qua đây tôi đã giới thiệu cho mọi người các cái cách để vận hành một cái cỗ máy quét, các cái cách để chúng ta phân tích FX indicator về các cái mã cổ phiếu của crypto, đúng không ạ? Đấy, đây là những cái mà chúng ta có thể xem xét và việc nạp rút tiền rất là nhanh. Xin được cảm ơn mọi người.